Hello, chào anh em. Chào anh em quay trở lại channel của Shopify Thiết Đồ Cũ. Rất vui được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Hôm nay em về được một ít cái còi xe của xe Hyundai và Kia ha. Cái hãng của hãng Infarct sản xuất thì nó lắp cho hai cái loại dòng xe này, Hyundai và Kia. Thì còi này là còi 12V nha anh em. Cái độ lớn của nó là 111 dB. Đó, dạng horn ha. Đây, dạng vỏ sò, anh em hay gọi là còi sên á ha. Còi này thì nó có hai loại. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em tham khảo ha. Loại thứ nhất là nó sẽ có cái chữ H ở đây. Đó, có chữ H ở đây. Và loại thứ hai là nó sẽ có chữ L ở đây. Chữ L tức là cái chữ low á. Đây, low ha. À, cái loại này thì tiếng nó sẽ trầm hơn. Tiếng nó sẽ trầm hơn một xíu ha. Và loại có chữ H này á thì tiếng nó sẽ cao. Tiếng nó sẽ phóng đi xa hơn rất là nhiều ha. Cũng là 111 dB. Theo anh em được biết thì ở trên xe thường thường nó sẽ có hai cái, một cái low và một cái high, thì để cho nó cân bằng cái âm thanh và nó âm thanh được vang đi xa nhất. Thì xíu ở phần sau của video thì em sẽ test từng loại và test cả hai cái để cho anh em nghe thử xem như thế nào. Cả hai loại thì đều là cái để có những cái pad như thế này. Cái nào mà thiếu pad ở trên cái còi thì em sẽ bắt vào cho anh em ha. Đây, pad của nguyên bản của nó sẽ như thế này. Đó, pad và ốc nguyên bản như thế này. Em cũng không rõ là cái này là hàng mới hay là hàng cũ, nhưng mà sẽ bao hoạt động cho anh em nha. Cái này dùng 12V thì anh em chỉ cần cấp nguồn 12V là được thôi. Còn nếu như anh em nào mà muốn dùng 24V á thì anh em chỉ cần đấu nối tiếp hai cái còi lại với nhau. Vậy là nó sẽ chạy được 24V, không có phức tạp gì hết ha. Đó, thì nhiều anh em hỏi là xe máy có dùng được không? Xe máy dùng bình thường, cứ 12V anh em cứ chụp hai cái đầu dây, nói chung là có điện, cấp điện vào hai cái đầu này, vậy là xong thôi. Không có gì hết. Hoặc tất cả hoạt động bình thường nha anh em ha. Rồi, giá thì hiện em sẽ bán giá là 60.000 một cái, một cặp là 120.000. Anh em nào mua hai cặp thì chuyển khoản thì em bao ship, còn một cặp thì em chuyển khoản em cũng không bao ship ha. Đó, giá phí ship toàn quốc của bên em là 30.000, ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh là 22.000. Đó là phí ship toàn quốc. Thông thường ở trên xe thì họ sẽ lắp một cái low và một cái low và một cái high, thì tiếng nó sẽ cân bằng. Xíu nữa anh em nghe thử cái đoạn sau của video đi thì em sẽ đó ha. Số lượng thì hiện tại ở đây em chỉ có đâu đó chừng mấy chục cặp thôi, hình như đâu đó gần 100 cặp á. Thì anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay ha, giá rất là rẻ rồi. Một cái còi này ở trên giá hãng bán sẽ là 300, thì em search ra là 300 mấy một cái nếu hàng chính hãng ha. Hàng chính hãng như thế này là 300 mấy á ha. Rồi em chỉ bán 60.000 một cái thôi. Anh em có thể về để độ chế hoặc là anh em thay vào cái xe cũ còi bị hư, hoặc là anh em có thể độ chế gắn xe máy hoặc gắn làm gì đó tùy anh em. Gắn công nông, gắn gì đó cũng được ha. Bây giờ em sẽ test âm thanh ha. Anh em lưu ý là cái điện thoại cái mic của cái điện thoại nó thông minh ở cái chỗ mà nó cũng dở cái chỗ đó là ở trong cái không gian kín mà cái mức âm lượng lớn thì nó sẽ giảm cái mức âm lượng đó lại để cho phù hợp, để cho nghe nó không bị lớn quá. Nên là em thu ở đây thì anh em sẽ có thể thấy là nó cũng không lớn lắm đâu. Nhưng ở phần cuối video thì em sẽ cho anh em thấy một cái đoạn là em test ở cái ngoài không gian ngoài, em đứng cách xa mấy chục mét luôn, gần cả 100 mét luôn, là anh em sẽ thấy được cái độ vang, độ lớn của nó ha. Rồi, ok. Rồi, đây là cái hai ha. Rồi, quay họng đây. Rồi. Rồi, ok, bây giờ test cái lao. Đây, lao ha. L. Rồi bây giờ sẽ nối hai cái song song với nhau ha. Anh em nào 12V thì nó sẽ nối song song với nhau. Để còn nếu như 24V thì anh em phải nối tiếp nha. Rồi, ok.